con đang Hà Nội mà mày phải đưa cho giờ đi đâu rồi? Qua Hà Nội nào chú mày? Qua? Thằng nào bảo cháu đang Hà Nội cứ để đưa tiền cho, đưa cho anh. Mình nói cho anh cười. Làm từ thiện. Làm một cái lão hoa con giàu cái gì thì vào chùa hương cái đây. Đấy cái bánh nhá. Tôi check cái Facebook cái đây. Đó IG có phải thằng ngu nhỉ. Đồ ngu nhỉ. IG ngu đồ ngu. Ông ăn được. Tà cả bình ngã rồi để lao bắt tay với nó rồi. À? Nó em ngồi cạnh cái đùi gác lên nhau nên nó đứng dậy nó bật nó đổ vậy. Nhưng mà thằng ngu nhỉ, cũng ngu nó cho người bị vượt người như cháu quá. Ống còn à? Còn ống chuyển nó kia thôi. Ôi, lấy cái quẩy đằng kia nữa. Có tới không? Thì lại giống cái vườn đi. Cứ đấy, đến đâu rồi đấy. Đến đâu hay đấy thì cầm 2 xô, mấy cái xô luôn nhỉ. Cháu quá 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 quá